Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zunu Review của mình. Thì như ở video trước ấy là mình đã bắt được một ít ốc và mình đã luộc rồi nhé. Và mình chế biến sơ chế thì mình đã bước một là mình luộc nó rồi các bạn ạ. Rửa sạch, rửa sơ sơ cũng được. Luộc nó lên này. Sau rồi lấy độc cái miệng này thôi nhé. Lấy độc phần cái miệng này bỏ hết đi. Bởi vì đằng sau thực ra nó toàn phân ruột mới phân mới lại ấy thôi. Đặc biệt là cái cục màu hồng hồng nhé các bạn nhé, cái cục màu hồng hồng là cái cục trứng của nó ấy. Nên bỏ nhé, ăn trứng của nó hình như là không tốt lắm đâu. Đấy. Bây giờ là mình sẽ rửa, bước tiếp theo là rửa và bỏ lưỡi bào nhé. Đây này các bạn này, cái lưỡi bào đây này, cái cục tròn tròn này này là cái lưỡi bào đấy, mình sẽ phải rửa và bỏ nó, sau đó là rửa tiếp bằng giấm nhé các bạn nhé. Đây này. Mình sẽ bỏ, tiến hành bỏ lưỡi bào này, lấy tay có thể bóc được ra này các bạn này. Các bạn có thể lấy tay bóc được nhé. Đây này, đây là cái lưỡi bào của nó này các bạn này. Đó, nó không có răng nhưng nó có cái lưỡi bào. Cục này bỏ đó, mình chỉ lấy cái thế thôi, vì là hôm nay mình bắt được nó không to, toàn con nhỏ thôi ấy. Cho nên là nó không, nó hơi khó, khó nhìn và làm hơi lâu công các bạn ạ. Chứ thực ra thì bắt những cái con to, cái miệng nó sau khi luộc xong ấy nó còn phải bằng ngón chân ấy nó mới ngon, nhưng mà thôi không có thì bắt tạm vậy đó. Lấy những cái lưỡi bào này ra nhé các bạn nhé, lấy tay cậy được thôi. Thì sơ chế nó thì việc đầu tiên là các bạn cứ rửa, rửa sơ qua hoặc là rửa kỹ cũng được, tùy các bạn. Xong các bạn luộc lên, bởi vì đằng nào cũng phải luộc mà. Luộc lên xong rồi luộc chín nó lên, sủi lên nó nước là được, ngâm thêm khoảng 5-10 phút là được. Ra cầm con ốc rũ cái này nó ra rồi các bạn ạ. Chỉ cần rũ nhẹ, rũ rũ mạnh tay cái này nó ra cái đầu, là mình lấy được cái phần miệng này thôi nhé. Sau khi bỏ hết đi lấy được phần này thôi thì tiến hành bỏ tiếp cả cái lưỡi bào này đi nhé. Lúc này nó còn đang rất nhớt các bạn ạ, nên mình thử vừa dưới vừa vừa rửa dưới vòi này cho nó bớt nhớt thì mới cầm được. Ốc bé quá các bạn ạ. Tiến hành bỏ hết cái lưỡi bào đi, bé nhưng mà thôi mình bắt chỗ này cũng đủ, bởi vì có hai người thôi, cho nên là mà vợ mình cũng không ăn mấy đâu, chắc chỉ ăn miếng hai miếng thế thôi. Còn đâu là mình ăn, mà ăn nhiều thì nó lạnh bụng các bạn ạ. Ốc thì tính hàn cho nên là cũng không khuyến cáo các bạn ăn nhiều nhé. Nói chung là ốc bươu vàng hay là ốc bươu đen thì chúng ta cũng nên xử lý như thế này cho nó sạch sẽ. Với lại bỏ những cái phần đuôi, phần bụng đi. Thực ra cái phần đuôi, phần bụng nó chứa rêu với lại lá cây, lá củ, phân của nó nữa. Bọn này thì nhiều phân lắm, ốc nhiều phân lắm. Bỏ. Và đặc biệt là cái trứng nhé, trứng của ốc bươu là không ăn được nhé. Ăn có khả năng ngộ độc với các bạn. Mình bỏ. Nên mình chỉ lấy cái miệng thôi. Nó ngon nhất cái miệng này mà, giòn giòn, dai dai. Mình tiến hành bỏ lưỡi bào. Nếu mà bạn nào không có móng tay ấy, mà không thấy thì có thể lấy con dao mổ ra được. Đấy, mổ phát là sẵn thôi, mổ ra được là sẽ lấy được cái lưỡi bào này đi, rất dễ. Bọn này không răng, nó có lưỡi để nó bào nó ăn không ngon. Thì sẽ bỏ nó đi. Ngày xưa ở quê mình nhiều lắm, mình quê ở Bắc, mình đã có một thời sống ở ngoài đấy. Ngày đấy đi bắt về lấu ăn đấy, toàn bắt con to cho các bạn ơi, cho cái bằng nắm đấm này này, cái nắm đấm này luôn. Thì là luộc xong rồi là cái miệng của nó còn phải to bằng cái bằng ngón chân đấy, làm nó mới nhanh, ăn nó mới giòn các bạn, càng to càng giòn, nó nhịp nhiều. Bắt đấy khoảng lửa xô thôi thì được đĩa đầy u luôn. Ba anh em ăn xào lên là ăn rồi, có món ngon luôn. Chỉ cần món đấy thôi, ra đồng làm bắt khoảng độ nửa tiếng là được một nửa xô các bạn ạ. Cái xô sơn to ấy, ngày xưa ngoài quê mình nhiều lắm, ở ngoài ruộng ấy. Ra đồng bắt một tiếng thì cả xô. Hồi đấy mọi người ít ăn lắm, mà cũng
không có vịt thả đồng ở quê mình bác, họ không thả vịt. Mình đã sắp xong rồi thôi. Hết rồi nha các bạn nhé. Mình sẽ cho nó vào đây. Rồi thì mình lấy giấm mình rửa các bạn ạ, rửa bằng giấm nó mới sạch. Giấm. Có bạn nào thắc mắc vì sao giấm của mình màu vàng không? Giấm này là giấm mình tự làm các bạn. Mình tự nuôi giấm. Xong rồi nhưng mà để được ăn ít á, để còn miếng này. Ăn ít ấy, nên mình ra nó để lâu nữa nó sẽ vàng. Thì giờ mình cọ cái này. Để lâu nó già giấm ấy. Nó vàng thôi các bạn. Nhưng mà thơm lắm. Giấm mình tự nuôi bằng gạo, rượu gạo lếp nên là rất là thơm. Lúc nào mình sẽ quay làm một riêng một clip để review về gạo giấm và quy chế, quy trình cũng như cách nhân giống giấm cho các bạn xem nhé. Bóp bằng giấm này hết nhớt luôn các bạn. Lúc trước là đang rất nhớt nhưng bây giờ bóp rửa bằng giấm này đấy, sạch nhớt luôn, là cái miếng này nó khô luôn rồi này các bạn đấy. Bao nhiêu mà cái miệng này nó vẫn còn đang khá là bẩn nhé các bạn nhé, vì lúc nãy mình mới chỉ rửa được cái vỏ thôi, còn cái lõi này là mình phải rửa bằng giấm. Rửa giấm thì rửa sạch cái miệng này vì cái miệng này nó cũng có dây u vào đấy. Sau khi rửa giấm này cho hết nhớt thì chúng ta sẽ tiến hành rửa bằng nước sạch. Thì giờ mình sẽ rửa dưới vòi, rửa sạch dưới vòi nữa là xong. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ màu hồng hồng của cỏ ấy, nó còn sót lại có những trứng ấy, mình bỏ đi rồi. Bây giờ nó không còn dính nhớt nào luôn các bạn ạ. Tiến hành rửa cái miệng của nó, dưới vòi hương nữa. Đây là cái giải thịt. Con này to, cái con to hình như con to nhất. Đây là bắt bọn này và bắt được cái con bằng nắm đấm ấy thì nó mới còn cái miệng lớn. Cái họ nhà ốc này nó ngót lắm các bạn. Ốc bươu nó ngót, nó không như là ốc ốc bươu vàng ngót, ốc bươu đen ấy. Nó ít ngót, nó đầy thịt hơn. Thì như này thì các bạn có thể để nguyên như thế này, vì nó nhỏ thì mình sẽ không thái nữa. Thứ nhất mình sẽ để nguyên này là mình xào thôi, xào với lá chanh. Xíu mình sẽ ra vườn thái lá chanh nữa này. Tối nay có thêm một món. Nó nhỏ quá nên mình ra là rửa cũng khó. Cứ rửa này thôi. Kiểu nó chín rồi thì nó sẽ chín hết các bạn. Rửa thì thôi nhưng cũng phải rửa cho hết nhớt hết nhát thì nha các bạn nhé. Ăn cho nó ngon, nó không tanh. Không còn cái nhớt thì nó sẽ tanh đấy. Đây mình rửa bằng giấm rồi nên là hết. Giấm mình tự làm nên là rất là thơm các bạn, không bị vị chua rất là vừa, dịu và thơm. Tuy nó già rồi thì nó màu vàng tí, trông nó buồn cười tí nhưng mà không sao. Giấm mình tự nuôi. Hôm nào mình sẽ làm clip để nuôi giấm cho các bạn. Yeah, đây thành quả là sạch rồi đấy các bạn. Đấy, bỏ hết lưỡi rồi, sạch giòn. Này rang lên là bao ăn bao ngon. Chỗ này là thực ra là cũng đủ rồi, bởi vì ăn nhiều hơn ấy, một người mà ăn nhiều hơn thì là nó lạnh bụng các bạn ạ. Nó cũng phải có khoảng độ đấy, đây này vẫn còn cái này. Cái gì đấy ạ? À, bố con ốc đây, tí nữa bố nấu con ăn không?
Nhìn này. Chỗ này có cái thịt. Đây là cái thịt của con ốc. Đó, chỗ này là cũng có khoảng độ gần cỡ 100 gram rồi các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ mình xin tạm dừng một chút để mình đi kiếm lá chanh nhé các bạn nhé. Thì mình đã đi hái lá chanh về rồi đấy các bạn. Hái một quả ớt này, quả ớt tiêu này. Đây là lá chanh nhé các bạn nhé. Lá chanh đấy. Lá chanh đi nhé, khẳng định lại một lần nữa, đây là lá chanh nhé, không phải lá bòng, không phải lá bưởi đâu nhé, các bạn đừng nhầm nhé. Mình khẳng định lại đây là lá chanh nhé. Còn các bạn nào thắc mắc là tại sao lá chanh to thế này ấy, lấy đâu ra lá chanh thế này, thì mình cũng nói luôn, đây là chanh ở ngoài vườn nhà mình nhé, cây chanh ngoài vườn mình, cây chanh không hột ạ, chanh không hột, chanh tứ quý mình trồng á. Mà thực ra là cây này nó chưa to đâu nha, nó mới cao có chừng khoảng độ 1m2, tầm 1m2, 1m rưỡi gì thôi nha, mới trồng đó. Mình chiết thì trong cây gốc ở trong nhà bố đẻ của mình ấy, ngày xưa mình cây đấy cũng là mình trồng, mình đi xin giống mình trồng về nhé. Đấy, khẳng định lại một lần, đây là lá chanh nhé, lá chanh siêu to khổng lồ ấy, to bằng cái bàn tay luôn, các bạn thấy kinh chưa. Đợt trước bác mình cũng đã từng bảo mày đi hái lá chanh về để bác cuốn chả chả ngan đấy. Xong mình cũng đi hái cái này về, bác bảo mày hái lá bồng à cháu, bác bảo đi hái lá chanh cơ mà lá bồng làm sao ăn được. Mình bảo lá chanh đấy các bác ạ, và hai bác cháu cứ khẳng định đi khẳng định lại. Đấy, bây giờ mình sẽ thái nó nhé các bạn nhé. Đây mình thái nó nhé, thái lá chanh đấy. Thôi thì cứ cái này không cần phải thái nhỏ, thái to ra là được, thái nhỏ bạn ơi, hai cái là quá nhiều rồi các bạn, cho nhiều hơn nó sẽ đắng. Hái luôn quả ớt này ra. Rồi. Xong rồi các bạn. Rồi nhé. Giờ là mình tiến hành xào thôi. Rồi. Đây là cái chảo của mình. Mình lửa. Rau ăn này. Cho hơi nhiều dầu, chảo chưa khô mà đã cho dầu nhé, không sao cả các bạn ạ. Bắn đồng vào nó, nhỏ nhỏ ấy, tròn luôn. Này nào cũng phải có một tí nước để cho nó chín hẳn cái này. Để chắc ăn thì mình cho thêm một tí nước để đun cho nó chín hẳn như thế này, không nên ăn sống. Mình sẽ đun trong vòng vài phút để cho nó chín hẳn. Vì lúc trước là mình mới luộc sơ thôi, nên là không chắc rằng là nó đã chín chưa. Mình cứ phải luộc lại, đun lại thêm một lần cho nó chín hẳn. Thank you.
cay lên cho thêm một tí vào để cho nó làm dịu. Xin mời các bạn thử nhé, mình thử phát cả. Ngon. Dai dai và giòn giòn, thơm mùi lá chanh, ăn mùi lá chanh luôn này. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ, thơm thơm, mùi lá chanh hơi cay cay, vừa vừa và mặn, tuyệt vời luôn. Xin mời các bạn nhé, thì mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Mình xin phép dừng video ở đây vì mình nấu xong rồi, bây giờ mình ăn thôi các bạn. Xin phép các bạn là mình ăn thì mình đói lắm rồi. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì xin cho mình một like, một share nhé. Còn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video sớm nhất nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.